chắc không dấn thân vào showbiz đâu, mình còn nhiều kém cỏi. Lê Hoàng Long 20 tuổi, xuất hiện trong chương trình Hà Dương Chỉ, hát những bài tự sáng tác và chơi đàn vô ta. Thế nhưng giọng ca và sự duyên dáng của Long khiến cả hai nghệ sĩ Trấn Thành và Trường Giang cùng ấn tượng. Anh chàng được cho là sẽ sớm nổi tiếng nếu nghiêm túc và kiên trì theo đuổi đam mê ca hát. Không chỉ gây ấn tượng mạnh với các giám khảo, Hoàng Long còn khiến nhiều người thích thú bởi sự mộc mạc, chân thành. Lê Hoàng Long trong chương trình Thách Thức Danh Hài số mới nhất. Chắc mình không muốn dấn thân vào showbiz đâu, mình còn nhiều kém cỏi lắm. Nếu có cơ hội, mình muốn tham gia thần tượng âm nhạc Việt Nam. Khi hai danh hài nói vậy mình cũng hơi mơ hồ vì trước giờ toàn bị chê. Bản thân cũng thích rất nhiều thể loại âm nhạc nên mình chưa định hình sẽ chuyên tâm theo dòng nhạc nào cả, chàng trai tâm sự. Chàng trai đi thi hài mà toàn hát nhưng lại gây ấn tượng mạnh. Không học qua trường lớp âm nhạc nào nhưng Hoàng Long có thể hát nhiều thể loại như bolero, ballad, rao ngắn, cải lương, dân ca Nam Bộ, dân ca quan họ và chơi beatbox. Anh chàng còn dành dụng tiền mua cây đàn vô ta và xem các clip trên mạng để học cách chơi. Ngoài thời gian phụ mẹ nuôi tôm, cô vào buổi sáng, Long dành thời gian học hát, đàn vào chiều và tối. Mười tự nhận là nông dân chính hiệu, quanh năm bên vuông tôm nhưng cứ có thời gian rảnh là đam mê ca nhạc lại trỗi dậy. Mình tự học là chính thôi, đệm đàn để hát chứ còn kỹ thuật này kia thì chịu thua. Biết hát nhiều thể loại cũng là do nghe nhiều, vui cùng nghe mà buồn cũng thế. Thích nhất là khi nghe dân ca quan họ. Hồi nhỏ, mình bảo với mẹ là ngoài hát ra thì con không làm gì giỏi cả. Giá như môn nào cũng như môn hát nhạc thì con là học sinh giỏi rồi. Việc trở thành ca sĩ với mình còn xa vời lắm. Có chăng mình chỉ muốn biến câu chuyện của bản thân thành lời nhạc và chia sẻ cùng mọi người mà thôi. Mình mất ba từ sớm nhưng tuổi thơ đẹp lắm. Thách Thức Danh Hài năm mùa trước đều không cắt tinh ở Bạc Liêu, tới năm nay mới có nên mình muốn đi thử cho biết. Hôm đi thi, mình dậy lúc 3 giờ sáng để lo việc ngoài đồng, tới 5 giờ xong hết thì mới giấu mẹ đi thi. Nếu mà nói trước thì kiểu gì mẹ cũng cản vì mẹ không nghĩ mình có thể diễn hài, Hoàng Long chia sẻ. Lần nào kiếm cớ ra ngoài, Long cũng kêu đi thăm bạn thân bị ốm hay ngã xe. Lần này cũng không phải ngoại lệ, anh chàng báo mẹ đi thăm bạn bị mổ ruột thừa nhưng thực chất là đi cắt tinh cho Thách Thức Danh Hài. Hình ảnh của Long lúc đi cắt tinh Thách Thức Danh Hài. Sau một đêm bất ngờ được nhiều người chú ý, cuộc sống của chàng trai trẻ có nhiều chuyển biến tích cực. Cậu nhận được rất nhiều lời khen và chúc mừng từ bạn bè trên trang cá nhân. Sau khi chương trình lên sóng, mọi người hiểu thêm về mình hơn, chứ trước giờ ai cũng nói mình tệ hại, quậy phá. Thậm chí có người còn nói thằng này không cha dễ gươi quổng. Có lần mình đi học chung với đám bạn, chúng nó phá rẫy của người ta mà ông chủ chỉ lôi mình ra chửi, đau nhất là khi vợ ông ấy nói đụng chạm đến cha mình, mười ngậm ngùi. Hoàng Long chụp cùng mẹ và vợ chồng chị gái. Hoàn cảnh của Long cũng là điều khiến người ta khâm phục chàng trai này. Ba mất khi cậu mới 10 tuổi, kinh tế gia đình gặp khó khăn. Dù đã thi đỗ khoa sư phạm, Đại học Bạc Liêu nhưng Long quyết định gác lại việc học vì thương mẹ nhiều bệnh tật. Thay vì đến trường như bạn bè đồng trang lứa, mười ở nhà nuôi tôm, cô cho mẹ. Dẫu sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn song chàng trai không than trách số phận mà vẫn luôn biết ơn vì điều đó. Mình mất ba sớm nhưng tuổi thơ đẹp lắm vì có mẹ lo toan hết mọi việc trong nhà. Mình cứ vô tư còn lương mẹ ngày một còn gì lo cho cả hai chị em và ông bà nội. Không ai trong nhà thiếu thốn thứ gì còn mẹ thì có độc một cái đáng sờn dai, đi đâu cũng mặc. Trước đây, khi nhà mình còn lọt mái lá, cứ mưa bão là mấy mẹ con ôm nhau mà khóc gì sợ sập. Cậu con trai hiếu thảo chỉ có nỗi lo duy nhất về người mẹ. Mẹ chưa sống ngày nào cho bản thân cả, sức khỏe ngày càng yếu. Giá như mình có thể gánh vác hết công việc giúp mẹ thì tốt, nhưng mình chưa làm được gì cả, cậu tâm sự. Anh chàng có dịp gặp gỡ bà Tân Lốc trong quá trình tham gia Thách Thức Danh Hài. Ngoài phụ mẹ làm kinh tế, Long còn là ấp phó ở nơi sinh sống. Lương không nhiều nhưng được giúp bà con lợp lại mái nhà, cắt cỏ, trồng hoa cho thôn xóm, phát đồ từ thiện cũng đủ khiến Long thấy vui.
hiện tượng của thách thức danh hài chưa có mảnh tình dắt dai, thích xem phim siêu nhân và được bạn bè nhận xét là chàng khờ, hiền khô. Những giai điệu mà Long sáng tác chưa được hát công khai với bạn bè. Sau chương trình, nhiều người mới ngỡ ngàng hóa ra cậu bạn tài năng như vậy.